Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ ETS 2022 file đẹp ở bên mình nha. Ở đây có số 3 có nghĩa là ETS 2022 ha, còn không có số là 2019 mà có số 2 là 2020. Đó thì mỗi bộ như thế sẽ có 10 đề. Và đầu tiên họ sẽ đưa ra một vài cái xu hướng mình đây. Kế tiếp là sẽ có một các bạn quy đổi điểm. Và phần bên trong các bạn thấy không, nó rất là đẹp, rất là rõ ràng, không hề có watermark nha các bạn. Chữ đều rất là canh chỉnh thẳng hàng chứ không hề xô lịch. Nếu các bạn xem các file thì nếu mà mình cầm như thế này mình có cảm giác như đi thi luôn á. Ở đằng sau chúng ta còn có phiếu tô đề, các bạn có thể cắt ra và tô giống như là trong phòng thi. Phần listening nè, các bạn có thể thấy là họ ghi là 7 đề cũ và 3 đề dự đoán. Phần part 1 hình ảnh vô cùng nét luôn, siêu nét giống như đi thi luôn. Phần này là phần nghe có hình ảnh nè, các bạn có thể làm dưới áp lực thời gian. Và phần cuối là chúng ta cũng có phần tô đề. Đó, cuốn này vô cùng nặng tay đúng không? Cầm sách xịn sò cũng có tinh thần học hơn ha. Vậy cuốn thứ ba đó là cuốn gì? Cuốn thứ đó là cuốn transcript cho phần nghe ha. Phần này á, thì mình in transcript ra để cho các bạn có thể học được những cái từ vựng mới và nhớ được tại sao mình sai, nó còn có kèm đáp án luôn. Như thế thì mình học nó rất là dễ chịu chứ không có cần phải nhìn máy tính quá nhiều, đỡ nhức mắt ha mọi người ha. Tạo ngay cho mình một bộ để ôn thi TOEIC nào.